Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Trước mắt các bạn đây đang là hai mẫu xe thuộc dòng xe Suzuki Sachia F150. Mình sẽ quay cận cảnh trực tiếp hai mẫu xe này tại xe máy Đại Lam với địa chỉ ở Bình Dương. Mình sẽ để số điện thoại và Zalo của bạn Linh ở đây để các bạn có thể liên hệ các bạn nha. Hiện tại mẫu xe này đang có giá bán rất tốt ở thời điểm hiện tại. Với những bạn nào quan tâm, hãy liên hệ theo số điện thoại là 0917 971 471 sẽ được bạn Linh tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua một chút với các bạn về mẫu xe này. Có nên lựa chọn mẫu xe Suzuki Sachia F150 nhập khẩu này hay không? Hiện tại ở thị trường Việt Nam chúng ta, mẫu xe Suzuki Rider R150 cũng có sản xuất trong nước. Tuy nhiên, rất nhiều bạn lại yêu thích cái phiên bản Sachia nhập khẩu này. Vì một số lý do sau đây thì mình sẽ cung cấp thông qua video ngày hôm nay để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình với những màu sắc rất đẹp, phiên bản màu trắng tím đen này. Một phiên bản màu xám xi măng cũng rất đẹp ở phía bên kia, các bạn có thể theo dõi. Hiện nay những mẫu xe máy nhập khẩu ấy tại xe máy Đại Lam luôn khoác lên mình những bộ áo mới cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là những phiên bản sơn độ 3D hấp dẫn đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, những cái phiên bản cực kỳ đẹp, tôn lên cái nét cá tính riêng. Đây các bạn có thể theo dõi, những logo Sachia được làm khá nhiều, bố trí ở các vị trí khác nhau, tạo ra những nét thể thao cho cái mẫu xe này. Hiện tại mẫu xe Suzuki Sachia F150 về kích thước tổng thể là một mẫu xe Hyper Underborn với chiều dài là 1960mm, chiều rộng là 675mm và chiều cao ở mức là 980mm các bạn nha. Ở đây thì cái mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình được xe máy Đại Lam lên cho nó một số những cái phụ kiện như phần chống đổ này, cái ba ga để đồ vân vân để đem đến cho nó những cái sự chắc chắn hơn, đẹp hơn, phong cách hơn và thể thao hơn. Hiện tại thì cái phiên bản này trang bị cặp vành là 17 inch, lốp trước là 70/90 và lốp sau là 80/90 các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh ở đây. Những cái phần đèn hậu phía sau được làm rất nhỏ gọn. Rất nhiều bạn muốn nắp lên cho những cái mẫu xe Rider tại Việt Nam chúng ta, những cái bộ phận trên mẫu xe Sachia này. Hơi đáng tiếc một chút là ở miền Bắc anh em lại không có nhiều đại lý xe máy nhập khẩu để các bạn có thể tham quan và lựa chọn. Hiện nay miền Nam thì rất nhiều, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, kể cả thành phố Hồ Chí Minh cũng có khá nhiều các bạn nha. Một mẫu xe nhỏ gọn, với những em nào ấy yêu thích tốc độ thì hiện tại mẫu xe này là đáng để quan tâm hơn cả. Bởi nó trang bị rất nhiều những tính năng, đặc biệt là khối động cơ được Suzuki đưa ra, rất phấn khích luôn. Hiện tại mẫu xe này được nhập khẩu từ Indonesia, trang bị khối động cơ là DOHC. Với dung tích nhà thực của nó ấy, là 147,3cc, gồm có 4 van, hệ thống tản nhiệt làm mắt thì bằng dung dịch các bạn nha. Rồi công suất tối đa đưa ra vào khoảng tầm 18,23 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại vào khoảng tầm 13,8 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Đây các bạn có thể theo dõi các góc độ, mình quay rất chậm để các bạn có thể theo dõi đưa ra lựa chọn cho mình. Với những cái khối công suất mà vượt trội như vậy thì chắc chắn chiếc xe Sachia F150 này luôn được lọt vào cái top đầu trong những cái mẫu xe đưa ra được khối tốc độ mạnh nhất trong phân khúc xe Underborn lẫn Hyper Underborn ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt các bạn có thể đi tour, đi phượt, mẫu xe này hoàn toàn ok luôn bởi khối động cơ DOHC của nó ấy, luôn bền bỉ các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi ở đây. Ngoài cái tính khí động học trên xe thì Suzuki còn trang bị cho Sachia những cặp mâm được sơn các màu khác nhau. Ở đây hai chiếc các bạn đang theo dõi được sơn bằng cặp mâm màu đỏ cùng với cái đĩa nhá, rất to bản, đem đến một cảm giác gìn gió rất thể thao cho mẫu xe này. Những cái mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia ấy, các bạn có thể thấy cái nét khác biệt chính là có cái phần bát gắn biển số phía trước. Còn về Việt Nam chúng ta thì loại bỏ đi cái này và thay vào đó hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên cả trước và sau luôn. Nên nhiều bạn thích Sachia hơn bởi cái tính nhỏ gọn của nó khi đèn xi nhan tích hợp cùng đèn pha và đèn hậu của xe. Đấy là một cái điều anh em quan tâm rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Về hiện tại thì tại xe máy Đại Lam đang bán mẫu xe Suzuki Sachia F150 này với giá dao động trong khoảng tầm từ 5 đến 5-6 triệu cho những phiên bản sơn độ ở đây. Sơn zin có rẻ hơn một đôi chút các bạn nha. Giá bán mình báo đấy các bạn là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Các bạn có thể lưu ý cho mình, đã bao gồm thuế rồi. Hiện nay một số các đại lý ở khu vực miền Nam có đăng video lên gửi tới các bạn ấy, giá bán rất rẻ, nhưng các bạn lưu ý cho mình là giá bán đó
đa phần là chưa có thuế VAT. Thuế VAT rơi vào khoảng tầm 10%. Một mẫu xe 50 triệu thì cái tiền VAT nó cộng thêm khoảng tầm 5 triệu nữa các bạn nha. Nhiều bạn báo mẫu xe này vào khoảng tầm 50 triệu thì chắc chắn với các bạn giá bán đó là chưa bao gồm thuế VAT. Mình khẳng định với các bạn luôn như vậy. Vì những mẫu xe nhập khẩu luôn có giá bán cao hơn đôi chút so với những mẫu xe được sản xuất chính hãng tại Việt Nam chúng ta. Nếu để so sánh với Raider hay kể cả Solix thì mẫu xe này có khối động cơ vượt trội hơn hẳn. Vượt trội hơn hẳn các bạn nha. Nên cũng là cái lý do được đưa ra để những người tiêu dùng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm hơn, lựa chọn nhiều hơn cái mẫu xe Satria này. Ngoài ra nữa thì cái điều quan tâm nhất ngoài khối động cơ thì tương đương với nó liên quan tới khối động cơ chính là cái tốc độ cùng với kiểu dáng khí động học Hyper Underbone. Nhỏ gọn, phong cách, lướt gió, các bạn sẽ có cho mình những cái tốc độ cực kỳ cao luôn. Tăng tốc từ 0 đến 10 km, 100 km/h chỉ mất khoảng tầm từ 6,9 giây thôi các bạn nhé. Một con số vô cùng ấn tượng và vận tốc tối đa của nó, xe zin, máy zin luôn, được test tối đa vào khoảng tầm trên 140 km/h. Đấy các bạn có thể lưu ý, với khối động cơ chỉ là 147,3cc nhưng đạt được trên 140 km/h là một con số lý tưởng. Hiện tại cái tỷ số lén của xe là 11,5:1. Do đó các bạn nên có cho mình cái hệ thống xăng. Xăng ở đây thì mình khuyên các bạn nên dùng xăng A95 để phù hợp với cái mẫu xe này các bạn nhé. Một mẫu xe nhỏ gọn phong cách rồi. Rất nhiều bạn quan tâm ở thời điểm này, mình có quay cận cảnh ở đây những phiên bản sơn độ màu sắc rất đẹp để các bạn có thể theo dõi. Nó nhỏ gọn ở tất cả mọi thứ nên tạo ra cảm giác lướt gió hơn, vận hành êm ái bền bỉ hơn trong thời điểm này. Với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe. Đại lý xe máy Đại Nam cách cổng Đại Nam vào khoảng tầm 200m thôi. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của bạn Linh, mình sẽ để trực tiếp ở phần mô tả của video này. Các bạn có thể copy và gọi điện, kể cả qua Zalo cũng có các bạn nha. Bạn sẽ gửi cho các bạn những cái hình ảnh sắc nét nhất, đẹp nhất của những cái mẫu xe mà các bạn yêu cầu. Ngoài Satria ra còn có Solix này, Vario này, rồi các cái mẫu xe Suzuki Banzit này, vân vân. Rất nhiều các mẫu xe nhập khẩu khác nhau hiện nay đang có mặt ở đại lý, thì các bạn sẽ quay cho các bạn cụ thể luôn để các bạn có thể tham khảo trước, cung cấp giá bán cụ thể, chương trình khuyến mại, chương trình trả góp của mẫu xe này. Tất cả những mẫu xe tại xe máy Đại Nam đều được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất hấp dẫn các bạn nha. Rất nhiều những màu sắc khác nhau để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Đó là một số những thông tin mình muốn giới thiệu đến các bạn thông qua video ngày hôm nay, đặc biệt là quay cận cảnh những mẫu xe Suzuki Satria F150 phiên bản năm 2021. Nhiều bạn hiện nay đang rất mong ngóng, mong chờ tới sự xuất hiện của những cái mẫu xe mới. Tuy nhiên các bạn cứ chờ đợi, thông tin hiện tại vẫn chưa có các bạn nha. Rồi, các bạn đã dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để tôi nào có thể gửi tới các bạn những mẫu xe nhập khẩu đẹp hơn, chất lượng hơn trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.